Lâu nay, áp lực bán hàng dành cho các nhân viên kinh doanh ở Trung Quốc là rất lớn. Các công ty Trung Quốc thường xuyên đưa ra những hình phạt gây tranh cãi nếu như nhân viên kinh doanh của mình không đạt được chỉ số. Một công ty Trung Quốc mới đây đã khiến cho nhiều người phải bất bình vì phạt nhân viên ăn trứng sống nếu như không đạt hiệu quả trong công việc. Người lên tiếng tố cáo sự việc là một sinh viên đại học năm thứ hai, họ Du. Anh Du cho biết công ty có một quy định kỳ lạ. Đó là nhân viên phải nuốt trứng sống nếu họ không nhận đủ số lượng yêu cầu đặt hàng trong khoảng thời gian nhất định hoặc không đáp ứng được kỳ vọng của ban lãnh đạo. Nam sinh cũng khẳng định anh bị chấm dứt kỳ thực tập do từ chối tuân theo quy định nói trên. Tuy nhiên để miễn trừ trách nhiệm về sau, ban lãnh đạo yêu cầu anh viết lý do kết thúc kỳ thực tập là vì lý do cá nhân. Một video cho thấy các nhân viên có vẻ buồn nôn khi cố gắng nuốt những quả trứng sống càng khiến cho công chúng thêm phẫn nộ. Phía công ty cho biết, quyết định này được ghi rõ trong sổ tay nhân viên và người lao động biết họ sẽ phải ăn gì nếu không đạt được chỉ tiêu. Đội thanh tra lao động quận Kim Thủy của thành phố Trịnh Châu được cho là đang điều tra vụ việc này. Được biết, những hình phạt đưa ra khi không đạt chỉ tiêu của công ty không phải là quá hiếm ở Trung Quốc. Vài năm trước, một doanh nghiệp đã từng bắt nhân viên ăn rán vì đã không đạt được chỉ tiêu bán hàng trong khi đó một công ty khác thì bắt nhân viên bò ngoài đường để ăn năn khi kết quả cuối năm không làm hài lòng bàn lãnh đạo